Hello, xin chào anh em. Bên công ty mình vừa về số lượng rất là lớn cái mẫu bóng tròn năng lượng mặt trời 350W anh em. Con này thì sử dụng rất là dễ và vô cùng tiện lợi, và nó đặc biệt là có 3 chế độ màu luôn anh em. Nếu mà anh em dùng trong nhà thì dùng cái màu ánh sáng trắng này nhá. Ví dụ anh em dùng trong công việc nông nghiệp hay quang hợp để sưởi ấp thì dùng cái màu cam này. Đấy, màu nóng nha anh em. Với hai nữa là anh em ngoài công trường ấy, lắp biển cảnh báo này có thể sử dụng cái chế độ nháy này này. Đấy. Ok ạ, cái mẫu này thì bán rất là phổ biến, sử dụng rất là tốt. Pin con này ấy, thì sử dụng Vivu trên 10 tiếng nha anh em. Đây là tấm solar của nó này. Pin nhá. Đi kèm là có đầy đủ cái cáp sạc bằng điện này. Những ngày mưa gió mà không có ánh nắng mặt trời này, sạc trực tiếp như dùng điện thoại thôi. Đấy. Còn đây là cái bộ ốc vít để lắp đặt nha anh em. Ok, ánh sáng trắng này. Đấy, bên mình thì sẵn kho số lượng cực lớn luôn. Anh em muốn bao nhiêu cũng có nha. Ok.